Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại channel Tấn Tài Gaming ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với tựa game Lockroot nha. Hiện tại thì sau tất cả nó đã up 15 rồi anh em ạ. Và có thêm rất là nhiều chát quỷ mới nè. Để mình cho anh em xem. Chát quỷ Kilo. Ui chát Kilo tính ra chắc nó cũng sẽ hơi mắc mắc hay nào mà hơn cả trái lò xo nè. Trái pin là trái cánh quạt á. Wow, rất là nhiều chát quỷ mới luôn. Trái lớp lớp rút nữa nè. Nói chung hiện tại thì game nó đang bán trái pin cho anh em, trái cánh quạt. Một hồi mình sẽ mua và chơi cho anh em xem. Bây giờ có nhiều bạn kêu là đi đánh boss admin đồ các kiểu. Đây để mình đi đánh cho anh em xem. Một số bạn xong server cũng đang đánh đó anh em. Vô cái khu đấu trường nè. Nói chung là game mới up mà chúng ta phải đi nghiên cứu từ từ. Vô trong đây nha. Sẽ có một cái con NPC. Nói chuyện xong thì nó sẽ dịch chuyển chúng ta tới chỗ một cái con boss. Đó. Có bạn đang đánh kìa. Sao có hai người vậy ta? Mà thôi kệ, hai người đến đỡ hai người. Mình thấy con boss nó cũng đâu có tới nổi được gọi là ghê gớm đâu nhỉ. Cũng bình thường mà. Chỉ cần mạnh mạnh tí thôi là anh em có thể đánh được. Xài trái quỷ cũng phải cho ổn ổn nha, chứ đừng xài trái cùi. Mới đây là đánh được nửa cây máu rồi đó. Easy mà, bật hai cây quan sát lên. Đấy, không có gì khó khăn, nửa cây máu. Ủa gì vậy? Vãi thì cứ như phim này mà cút chuyện được cái kiểu nữa. Đây là hai admin nha. Mấy bạn kia kêu là mình bật ti vào từ từ, đang coi phim làm sao mình bật ti được. Đợi tí. Ghê ha, đánh đấm đồ cái kiểu. Hình như đây là cái nhiệm vụ để qua cái vùng đất thứ ba đó anh em ạ. Xong chưa? Mấy bạn kia mình không biết là có thấy như thế này hay không, hay là chỉ có một mình thấy. Cái gì đánh lâu quá vậy? Nhanh nhanh nào. À xong rồi đó nè ạ. Nó đưa mình ra ngoài nè. Bây giờ mình phải lại nói chuyện với một cái con nhân vật ở bên cái khu vực Green nè. Hình như là cái chỗ của Aokiji phải không ta? Ý lộn, Fujitora nè mà. Bên đây nè. Để mình đi coi thử. Ui, hình như này mua được chát quỷ gì nhìn ghê vậy? À, hình như là chát Doku hay sao ấy nè mà. Mình thấy có độc nè. À, trời ơi, cái con NPC nó đứng chỗ này luôn. Vậy mà hồi nãy mình không thấy nè mà. Cái tính đó là nó nằm trong cái khu vực của Fujitora, ai ngờ nó nằm cái chỗ mùa thiền. Ôi, vậy tính là đơn giản ha. Cuối cùng thì mình đã qua được cái vùng đất thứ ba nha. Rộng khủng khiếp đấy em ạ. Ở bên đây cũng có rất là nhiều hòn đảo nha. Nó quá trời đảo luôn. Đây là chỗ mua thiền đồ các kiểu. Cái rương đồ của mình nè. Shop bán chát quỷ. Chắc là nó vẫn còn bán trái cánh quạt. Đây, 180.000 Bailey cũng rẻ nè mà, mua luôn. Úi, sao chưa mua nữa? Kiểu như là nó bị lag anh em đây nè, pin 2.000 luôn. Hồi nãy ở bên cái khu vực bên kia thì mình không có bị lag có 100 pin nè. Qua bên đây tới 2.000 pin luôn. Lag vãi. Trái cánh quạt rất là nhiều chiêu nha, 4 chiêu thức. Nhưng mà vừa vô thì mình chỉ sử dụng được một cái chiêu Z thôi là chiêu bay á, phải không? Ủa không phải nè mà. Chiêu bay là cái chiêu 25 điểm nè. Mình thì mới có một điểm Master Ray thôi. Nên là chỉ xài được cái chiêu Z. Đây có nhiệm vụ. Bảo đảm với anh em là nhiệm vụ nó sẽ hơi khó một tí. Cấp 1500 nè. Nhờ bị lag như này rất là khó để farm. Cỡ mà không lag thì dễ rồi nè mà. Chắc là vừa vô mình không cần phải farm đâu ha. Đi nghiên cứu rồi các kiểu chơi. Dùng mà chát quỷ cánh quạt nè.
lát quá nè mà. Thậm chí là mình thấy nó đơ ra luôn chứ. Chịu nổi không? Bật hai kia quan sát lên. Đâu rồi? Vậy thì con quái mình canh nãy giờ mấy thanh niên bay lượn quạt nó chết ngắt luôn, mình không farm được gì. Tức quá. Ok, sau khi đổi sang một server khác để mình thử coi tại sao pin lại cao như thế, thì nó vẫn vậy nha các bạn. Cũng 1000 mấy pin như thế này. Rất là giật lát luôn nha. Nhưng mà ít nhất thì trong server này có mình thôi, để mình ráng farm lên một vài chiêu của trái cánh quạt chơi. Nhất là ráng farm cái chiêu bay nha các bạn. Bật haki đồ lên chứ. Anh em nhìn nè. Con quái nó chơi telebọt. Thời điểm hiện tại thì anh em cũng biết hình như là bị đứt cáp rồi các kiểu á, nên là nó bị lát như thế này cũng là chuyện thường tình thôi. Mà cái này phải gọi là lát quá luôn á. Nói chung là ráng farm một con quái nè. Mình đấm nó gần chết rồi, lấy chát quỷ ra đánh. Đó. À, gái nữa. Mình farm quái chưa giờ cực tới vậy nha mà. Tính ra mấy con quái ở bên khu vực này nó cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm, tại vì mình đang bị lát thôi. Chứ không bị lát thì nó thiệt anh em, chứ farm hay là đánh quái thì cũng rất là dễ, không có gì khó. Tiêu diệt được con này lên một đống điểm Master Ray luôn nè. Úi, gì vậy? Hai cái cánh tay của nhân vật mình đứng nó xoay hoài vậy á. Rồi chết ngắt luôn. Lát như thế này rất là khó để chơi luôn. Nhưng mà thôi kệ, hôm nay game nó úp mà, mình ráng vào cũng phải trải nghiệm sơ sơ qua anh tí. Mà cái trái gì sao nghe cùi cùi ta. Kiểu như là đánh không xi nhê con quái à. Mình nâng nghìn mấy điểm chất quỷ rồi mà đánh cứ như gãy ngứa nè mà. Đó, lên được lần 4 mấy điểm Atari luôn thấy không. Tại vì quái bên đây kiểu như là kinh nghiệm rất là nhiều. Bây giờ là mình có thể xài được chiêu ít, đừng nói chi là chiêu ép ấy nè mà. Xài thử chiêu ít coi. À, nhân vật của mình nó sẽ xoay. Nhìn cũng hài ha. Còn đây là chiêu bay nè. Để tắt haki quan sát đi. Ui, được phết đấy chứ. Đẹp. Tuy là trái này không mạnh lắm, nhưng mà dài để di chuyển cũng khá là ngon. Chết rồi nè mà. Ngoài ra thì còn nhiều chát quỷ xịn lắm, để mình ráng kiếm để chơi cho anh em xem nha. Ngoài ra thì còn rất là nhiều hòn đảo khác nữa nha. Bên kia kìa, có cái đảo chà bá lửa. Để mình bay qua thử luôn. Mà tính ra bay chậm quá nha mà. Định farm lên bay chơi mà bay chậm rì vậy. Vậy thôi đổi sang trái quỷ Pika cho rồi nè mà. Bay chán thế. Lấy Pika đi bay cho nó nhanh. Ôi lát đó, bây giờ mình ngưng cái chiêu bay lại nó vẫn xây cái cánh tay nè. Hạ xuống đi chứ. Lát đó nổi rồi, một khi bay mình không phải ngừng được đây nè mà. Chịu nổi không? Reset nhân vật lại luôn. Cay quá trời quá đất. Cái lúc game nó úp thì mình bị lát. Nhưng mà tức ở cái chỗ là ở mình chơi cái khu vực bên kia nó không lát nè mà. Tự nhiên qua bên đây cái lát. Ủa cái shop bán trái quỷ đâu ta? Đây. Rồi ok, đổi sang trái Pika nha. Để mình di chuyển cho nó nhanh nhanh tí đi qua mấy cái khu vực khác chơi. Chứ cái trái cánh quạt này bay không biết tới chừng nào qua được cái đảo bên kia. Nó phải vậy không? Pika đi khỏe luôn. Bên cái khu vực này mình nghĩ là anh em nên ưu tiên cho những trái quỷ mà có thể di chuyển nhanh. Chẳng hạn là Pika nè. Wow, đảo to thế. Đảo nào đảo nấy cực kỳ bự nha. Như thế này thì cái việc đi tìm trái quỷ đối với mình nó sẽ rất là khó khăn. Nhưng mà không sao, mình có game pass tìm trái quỷ mà. Những các bạn không có game pass tìm trái quỷ thì đi tìm mới khó. Mà đẹp ha. Đây là cái chỗ đặc điểm hồi sinh nè. Chắc chắn sẽ có quái rồi cái kiểu rồi đây. Quái nằm như thế này thì bảo đảm sẽ rất là khó để mà farm nha anh em. Kiểu như chỗ có hai con à. Mà quái này có 2kg luôn nha. Cỡ mặt nguyên họ để 5 con lại chỗ thì chúng ta dễ farm tí. Còn này quái nó nằm xa xa nhau không.
Tiếp tục di chuyển sang hòn đảo khác. Đây nữa nè, mấy con quái à. Bảo đảm có nhiều bạn kêu mình là đi thức tỉnh giác quỷ được các kiểu đi. Nhưng mà bây giờ thì chưa phải lúc rồi nào à. Mình phải đi nghiên cứu được các kiểu trước. À đây là cái hòn đảo đầu tiên. Ủa mà bây giờ mình muốn quay trở về cái khu vực thứ hai thì làm sao ta? Chắc phải tìm một cái con NPC để nó đưa mình về. Thường là như thế. Nội là mình đang sử dụng giác quỷ Pika, bay còn thấy lâu nha. Xài giác quỷ cánh quạt không biết tới giờ nào mới đi được hết đảo. Mấy cái đảo này chắc chắn là mình chưa có qua liền được đâu, tại vì cấp độ của mình còn nhỏ quá. Khi mà mình đạt cấp cao rồi mới qua mấy cái hòn đảo này để farm anh em ạ. Nhưng mà tại vì tò mò mình đi vòng vòng coi trước. Có quái gì không? À đây. Mấy con NPC nè. Có thể là boss bây giờ chưa ra nha anh em. Thường thì phải mất một thời gian boss nó mới xuất hiện. Mà mình không biết đảo này có boss hay không nữa. Khó điều khiển quá à. Pin nghìn mấy như thế này bay rất là khó nha mà. Kiểu như là mình nhấn cho nó bay qua bên trái á, thì khoảng tầm 3-4 giây sau nó mới chịu bay qua bên trái. Đây, cái hòn đảo này như là admin họ quay mấy cái clip show chiêu chát quỷ rồi các kiểu á. Mình nhìn thấy rất là quen. Đó, mấy con quái ở phía dưới kìa. Để mình coi cấp bao nhiêu. Bây giờ mình dừng lại không được rồi nè, nó bay lia lịa. Cấp 1008 à. Wow, nhiệm vụ ở bên đây. Mấy con quái xài vũ khí xịn không anh em ạ. Kiribati của người cá long nè. Còn cái hòn đảo cao cao đằng kia mình chưa qua xem thử. Đi luôn. Đây, mình đã tới được cái hòn đảo có cái cây siêu to khổng lồ nè. Tất nhiên là đảo này cũng có quái và có nhiệm vụ rồi các kiểu nha anh em. Quái này cũng được trang bị haki được các kiểu rất là ghê. Lính hải quân. Mình không có đi xem hết cái hòn đảo được nha. Kiểu như là mình qua đây xem sơ qua thôi. Boss thì chắc chắn bây giờ nó chưa xuất hiện rồi. Phải chơi khoảng tầm nửa tiếng rồi các kiểu thì boss nó mới ra nè mà. Bây giờ cũng không biết làm gì. Mà thôi, chắc mình nghĩ là kết thúc clip thì được rồi nè mà. Bây giờ lát quá không chơi được. Đợi bây giờ đỡ đỡ lát đi nha. Mình sẽ kiếm những chát quỷ xịn xịn rồi chơi cho anh em xem. Chứ bây giờ cho dù mình có muốn cày cũng không được anh em. Pin như thế này thì đánh quái còn không xong. Lần sau thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại nha. Nếu có gì hay ho hơn thì mình sẽ quay clip cho anh em xem. Bye em nha.